Hello anh em nhé. Thì mình vừa mới làm xong ba con máy Cricket V5. Đấy thì ở đây là ba con Cricket V5 bản nâng cấp thì của anh Nguyễn Văn Toàn. Một con màu tím nhá. Đây, con của anh Toàn, con màu tím này thì em đã đắp mạch nhá. Anh Toàn ở trong Đắk Gờ Long, Đắk Nông nhá. Đấy, con màu tím của anh này em đắp mạch con này em đã làm mạch rồi nhá. Đấy, mạch ở đây em đã đắp ở đây, tí nữa em sẽ di tiếp thêm ở bên ngoài nhá. Muộn rồi em quay video nhanh nhá. Đấy, em đã làm xong cái phần dây đồng em đã đắp xong nhá. Đấy, đi trực tiếp vào chân phét này. Đấy, con của anh Toàn ở trong Đắk Gờ Long này. Đấy, quay chi tiết nhá. Mạch em đắp hết rồi nhá. Đấy. Thì con còn con V5 này nữa. Con này thì của anh cũng màu tím của anh Thủy nhá. Anh Thủy ở trên Phú Châu Ba Vì Hà Nội nhá. Anh Thủy ở Phú Châu Ba Vì Hà Nội này. Đấy. Em cũng đắp mạch cho anh rồi nhá, đi bằng dây đồng nhá. Đấy, đi trực tiếp vào chân của biến áp nhá. Tí em đắp thêm ở bên ngoài nữa nhá. Đấy. Còn con V5 này của anh Khương Duy nhá. Đây. Bản màu đen của anh Khương Duy cũng đắp mạch xong rồi. Vì máy em làm rất nhiều nên là em không thể test hết video được. Tí em sẽ test một con điển hình. Còn mấy con này em sẽ test chạy ok thì em sẽ gửi về cho anh em. Còn em sẽ test một con điển hình để hướng dẫn anh em cách đánh cách chỉnh nhá. Con này của anh Duy ở trong thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhá. Ở Hòa Phú này. Đấy. Cũng đắp mạch rồi nhá. Đây. Ánh sáng nó không đủ đấy. Lấy ánh sáng này. Cũng đắp mạch đi dây đồng rồi nhá. Đây em đi dây đồng ở chân vét rồi nhá. Đấy. Ok nhá, con này màu đen nhá, để em quay nội thất lại cho anh em xem nhá. Đây nhá, em đã lật ngược con máy lại và quay nội thất cho anh em xem nhá. Đấy. Thì con này này sẽ chạy 8 tụ băm này. À quên 6 tụ băm nhá. 6 tụ băm 8UF cuộn cảm E65 này, hai cuộn này. Biến áp của Samut 3800G nhá. Đấy, E65 hết nhá anh em nhá. Chạy 24 phép, 24 phép 75 là F75 nhá. Đấy, 24 phép. Con này thì MCU của nó sẽ lên được. Chạy MCU của nó sẽ lên được tầm khoảng 200 Hz. Và độ rộng xung cũng lên được tầm khoảng 200 nhá. Đấy. Quay em xem nhá. Máy rất là đẹp nhá. Đấy, tụ đầu ra thì con này là khách yêu cầu lên tụ 1000 nhá, lắp tụ 1000 cho khách này. Đấy, khỏe hơn nhưng mà tốn điện hơn nhá. Đấy, tụ 1000 nhá. Ok anh em nhá. Đấy, quay chi tiết anh em xem nhá. Giờ mình sẽ vào vỏ và test cho anh em xem nhá. Test một con làm video làm hướng dẫn cho các anh em cách chỉnh cách đánh nhá. Con này kéo cáp rất là ngon, kéo cáp và đi vợt đều ngon nhá. Thì mình sẽ test cho anh em xem. Anh em chờ mình chút nhá. Nhá. Ba con máy Cricket V5 sau khi em đã gia cố và vào vỏ xong nhá. Thì giờ em sẽ test con màu đen này cho anh em xem nhá. Thì đây là con máy sau khi em đã đấu tải nhá và hướng dẫn cho anh em cách chỉnh cách đánh làm sao một cách chi tiết nhất. Đấy, thì ở đây thì anh em về đấu hai công tắc ở bên ngoài này, nó sẽ là công tắc đánh theo cái tần số mình chỉnh ở trên cái màn hình đồng hồ này nhá. Đấy, sẽ theo cái tần số mình chỉnh ở trên cái màn hình đồng hồ này. Còn hai cái công tắc ở bên ngoài nó sẽ đánh theo cái chế độ max công suất, đánh hết công suất của máy nhá. Đấy, đánh hết công suất của máy luôn. Hai cái ở bên ngoài là sẽ đánh hết công suất của máy luôn. Còn ở bên trong nó đánh theo cái chế độ mình chỉnh ở cái màn hình đồng hồ này. Còn ở dưới nó sẽ là công tắc để nhớ các chế độ đánh. Ví dụ số 1 mình chỉnh để đánh vợt chẳng hạn 80, 75, 28. Tần số mà rất nhiều anh em dùng hay đánh. Anh em để như này nhé, 80, 75, 28 này, bấm thử này. Đấy, đánh vợt nhá. Mình tải 3000W nhá. Đấy. Mình đang tải 3000W này. Anh em thấy không? Máy rất là khỏe nhá, sáng quắc luôn nhá. Mình đang tải 3000W này. Đấy, chuyển chế độ này. Mình cài đặt ở đây chế độ số 0 để kéo cáp. Thì 85, 100 và 80 tần số này để kéo cá lăng và cá chép. Cái này là kéo nước đứng nhá, kéo nước đứng nhá, còn kéo nước chảy thì lại khác nhá.
Cái này kéo nước đứng, kéo sâu được tầm khoảng chục mét nếu mà kéo cá lăng. Còn nếu mà cá có vảy thì tầm 8 mét đổ lại nhé. Nếu mà kéo nước đứng, cái này là tần số này là kéo nước đứng này. Kéo anh em bấm cò tầm khoảng hơn 1 phút này. Đấy, bấm này. Đấy. Ở đây trên cái MCU này ấy, thì nó sẽ chỉnh được lên tầm khoảng 200 Hz để cho anh em đánh cá da trơn nó độ chớp của nó chậm hơn thì đánh cá da trơn nó sẽ ngon hơn nhá. Nếu mà anh em chuyên về đánh cá da trơn, nếu mà muốn đánh độ chớp nó chậm nhá. Đấy, thì nếu mà chuyên về da trơn thì có thể chỉnh về cái này tầm khoảng 40 đến 35 thôi nhá. Đấy, anh em nhìn cái bóng này. Đấy, nhìn thấy cái bóng không? Nhìn bóng điện nó nháy nhá. Có thể để độ chớp tầm khoảng 30-35 nhé. Đấy, cái bóng nó chớp như này thì nó sẽ có độ lưu điện và để đánh cá ra trơn nhá. Đây này, thử lên 200 Hz này. Đấy, anh em nhìn cái đèn nó nháy chưa? Đấy, nó không thể tắt hẳn nhá, nó vẫn còn điện nhá. Đánh cá ra trơn thì nó không ưa nặng điện đâu, chỉ cần kéo thấp thôi. Đấy, 30-35, từ khoảng 30 đến 50 nhá, 50 đổ về, chuyên về da trơn nhá. Đấy, nó có độ chớp nhá. À, cái MCU này nó hay một cái là khi mình tăng cái này lên cao thì nó cũng không bị giảm cái độ rộng sung xuống nhá. Đấy, thử này, giảm về nhá. Nhưng mà nói chung là mỗi vùng nước nó kéo một khác nhau. Nên là anh em nào mua máy thì cứ alo mình tư vấn rồi mình sẽ hướng dẫn chỉnh tần số kéo cáp riêng cho từng anh em nhé, chứ không áp dụng cho tất cả mọi người nhá. Tần số này chỉ là tần số để tham khảo thôi. Đấy, còn mỗi vùng nước thì nó lại kéo một khác nhau và các anh tự căn chỉnh nhá. Đấy, đổi tần số này, đổi sang nước này là để đánh điểm, ví dụ mà đánh cáp đánh điểm cũng đánh được sâu được 60, 113 này. Bấm tầm khoảng hơn 1 phút nhá. 60 hoặc 55 nhá. Đấy, để tầm khoảng 60 hoặc 55 thôi nhá. Tùy anh em nhá, để tầm 55 này. Đấy, 55, 100 và 13 nhá. Để trọng điểm này, nóng quá. 3000W nó cháy, khéo nó cháy cả ấy, nóng quá. Chuyển chế độ kéo cáp nhá. Máy rất là khỏe luôn. Tại vì cái máy này mình làm video rất là nhiều rồi. Đấy, hay một cái là ở con Cricket V5 này, cái tần số nó lên được 200 Hz ở cái cuối, để anh em đánh ra trơn rất là thích nhá. Tăng lên càng cao thì càng bam chậm, và cái độ rộng sung nó cũng không bị giảm xuống. Đấy, tăng lên nhá, nó có độ chớp này. Đấy, ra trơn đấy, rất là hay nhá. Con này nó nạp cốt khác, tại vì là nếu mà nó chạy MCU của 3800 thì nó lên được 200 Hz và nó sẽ nạp cốt lên 200 Hz tần số được. Nhưng mà bấm 200 Hz tần số thì quá nặng, nên là máy nó cho đánh, nó ghi là đánh 200 Hz nhưng mà chẳng bao giờ mình đánh đến 200 Hz đâu anh em nhá. Kể cả là nó ghi 110 Hz thì anh em chẳng bao giờ đánh lên đến 110 Hz thôi, đánh tầm khoảng 85 Hz thôi, chứ đánh cao quá cháy luôn. Nếu mà đánh kéo cáp mà anh em kéo vùng bùn xìn lầy mà không để ý, nó sẽ cháy biến áp này luôn, tại vì cáp nó dặn thẳng xuống đất, không nên kéo cáp dài, kéo cáp vừa đủ thôi nhá. Đấy, kéo vừa đủ thì nó ok, kéo cáp dài quá thì nó rất là hại máy. Máy móc thì mình gửi đi mình đều test, con nào mình cũng test hết, làm rất cẩn thận để về anh em đánh nó ổn định. Đấy, đây là kéo ra trơn này, tăng lên này. Đấy, tiếng máy rất đanh luôn. Hai quạt làm mát 6x6 thì nó sẽ thổi trực tiếp vào phét thì máy rất là mát nhé. Mình sờ tay vào phét đấy thì cũng không nóng lắm. Ở đây ở trên cái máy này nếu mà nóng quá thì nó có cái dây cảm biến nhiệt độ đây anh em nhé, nó bắt vào phét rồi thì nóng thì nó sẽ báo về MCU này thì nó sẽ ngắt.
để nó bảo vệ cái máy nó không thể cháy được nhá. Đấy, nóng thì nó sẽ ngắt, trừ trường hợp anh em kéo biến áp nó rộng điện xuống đất nó om biến áp thì chết thôi. Đấy, còn phét nóng thì đã có dây cảm biến nhiệt lo, phét nóng thì nó sẽ báo lỗi E5 về cái màn hình đầu tiên này nhá, hay là máy hỏng hay có vấn đề gì thì nó đều báo lên cái tần đồng hồ tần số đầu tiên này nhá, anh em để ý nhá. Còn đây là nó báo vôn này, nhìn này, 13,3 V này, vặn lên này là nó sẽ báo tần số, à, độ rộng xung này, để một lúc là tự nó sẽ báo, để một lúc là tự nó sẽ nhảy báo vôn cho anh em xem nhá. Đấy, để một lúc là tự nó sẽ nhảy báo vôn đấy, 13,3 này. Ok nhá, ok anh em nhá.